Cuối năm 2023, vứt ngay thứ này trên bàn thờ, kẻo càng cúng càng mang tội, tiền bạc đội nón ra đi. Hoan hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn được bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn coi trọng việc thờ cúng, bởi đây là cách mà thế hệ con cháu thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Khu vực thờ cúng luôn được các gia chủ đặc biệt quan tâm và coi trọng, bởi đây chính là thế giới tâm linh thu nhỏ của mỗi gia đình. Bên cạnh việc thờ cúng thì phong thủy trong cách sắp xếp vị trí, cách bài trí các đồ vật cũng hết sức quan trọng mà ai cũng phải ghi nhớ. Theo các chuyên gia phong thủy, cuối năm 2023 này có những thứ đại kỵ trên bàn thờ nên vứt ngay, kẻo mang tội với thần linh, càng cúng càng xui xẻo. Vậy đó là những vật gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thứ nhất, đồ điện không đặt bên phải bàn thờ. Một số gia đình thường lắp đặt đèn trên bàn thờ hoặc thêm một số thiết bị điện cạnh bàn thờ để tiện sử dụng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, bên phải bàn thờ không nên đặt đồ điện. Nguyên nhân là vì làm như vậy sẽ phạm phải sát khí của bạch hổ, dễ khiến gia chủ gặp chuyện không may, làm việc chăm chỉ ngày đêm nhưng mái không thể phất lên được. Cho nên tốt hơn hết, bạn nên rời đồ điện sang vị trí khác. Còn ở vị trí này tốt hơn, bạn nên đặt một đôi tỳ hưu hoặc long quy, vừa có thể hóa giải sát khí, vừa cải thiện môi trường phong thủy, giúp chiêu tài đón lộc về nhà. Thứ hai, bên trái bàn thờ tuyệt đối không để đồ đạc bừa bộn. Bên trái bàn thờ dù là bất cứ vật dụng gì cũng phải đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ để tránh bừa bộn, bẩn thỉu, nhất là thùng rác hay thùng đồ cúng. Những vật dụng ô uế sẽ ảnh hưởng nặng nề đến vận mệnh của không chỉ bạn mà còn cả tất cả các thành viên trong gia đình. Vì thế, vị trí xung quanh bàn thờ cần phải được quét dọn thường xuyên để đảm bảo sự gọn gàng, sạch sẽ cần thiết cho vị trí linh thiêng này. Thứ ba, không để đồ đạc linh tinh phía dưới bàn thờ. Có nhiều gia đình vì muốn tiết kiệm không gian sống cho nên tận dụng bất cứ vị trí trống nào để đồ đạc, ngay cả phía dưới bàn thờ cũng cần được họ dùng để đặt những món đồ ít dùng đến. Tuy nhiên, đây chính là một việc làm phạm phải đại kỵ trong phong thủy. Khu vực này không nên để bất cứ đồ nội thất gì, cần được đảm bảo mọi thứ thật quang đãng, gọn gàng, nếu không sẽ mang lại vô vàn tai ách, thất thoát của cải, công việc và cuộc sống không được thuận lợi như ý. Có chăng dưới bàn thờ chỉ nên đặt chiếc la bàn phong thủy mà thôi. Vào dịp cuối năm, khi dọn dẹp bàn thờ và khu vực thờ cúng, quý vị nhất định phải chú ý đến 3 thứ mà Phú Quý Tài Lộc vừa chia sẻ trên đây. Còn đặt những món đồ này ở xung quanh bàn thờ thì đừng bao giờ thắc mắc vì sao mình làm mãi mà không khá lên được. Thần linh, tổ tiên, ông bà của trách, gia đạo lục đục, sức khỏe đi xuống là vì thế quý vị ạ. Quý vị thân mến, trong tín ngưỡng thờ cúng của người Việt, bên cạnh việc soạn sửa, chuẩn bị đồ thờ cúng thì việc chọn kích cỡ, vị trí đặt bàn thờ cũng cần được suy xét một cách cẩn thận. Theo các chuyên gia phong thủy, bàn thờ phải được đặt đúng vị trí để tránh gây mạo phạm đến thần linh, tổ tiên, khiến gia đình gặp phải nhiều điều không may trong cuộc sống. Công việc nhiều biến động, xui xẻo triền miên kéo đến. Trong phần tiếp theo của video, Phú Quý Tài Lộc xin chia sẻ với quý vị và các bạn những điều kiêng kỵ khi đặt bàn thờ trong nhà mà gia chủ nên lưu ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, khi đặt bàn thờ, kiêng kỵ những nơi ô uế, tù túng. Những nơi ô uế, tù túng ở đây có thể kể đến như gần nhà vệ sinh, khu vực thùng rác, chuồng gà, chuồng lợn. Đây là những nơi có nhiều tạp khí để gây ảnh hưởng đến nguyên khí của chủ nhà. Việc đặt bàn thờ ở những nơi như thế chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người. Thành viên trong nhà dễ gặp bệnh nan y, vận khí giảm sút, công việc làm ăn không tốt, thường xuyên gặp xui xẻo trong kinh doanh. Mặc dù không gian thờ cúng luôn cần đến sự thanh tịnh, nhưng không được chọn nơi tù túng quá. Bàn thờ nên đặt ở nơi thông thoáng, gần nhiều cây xanh để thanh lọc không khí. Đồng thời có điều kiện ánh sáng tự nhiên tốt sẽ giúp không khí lưu thông, tránh cảm giác bí bách, ngột ngạt. Nếu bàn thờ ở trong không gian tù túng
ngột ngạt sẽ trở nên sinh khí lưu thông dễ dàng, gây ra xung đột bất hòa trong gia đình. Đây là lý do vì sao nhiều gia đình, cha mẹ, con cái, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã, gia đình trục trặc, bất hòa triền miên. Quý vị có thể thêm nhiều cây xanh để lọc không khí, mở nguồn ánh sáng tự nhiên tốt để lưu thông không khí, tạo khoảng cách và vách ngăn giữa gian thờ và các phòng còn lại bằng bình phong, rèm. Đồng thời thêm các linh vật để hóa giải uế khí ở phía sau bàn thờ như 6 xu tiền lục đế. Thứ hai, tránh đặt bàn thờ chính diện với cửa sổ. Phòng thờ hay bàn thờ là nơi trú ngụ của ông bà tổ tiên, những người đã khuất, là nơi mang yếu tố âm. Nếu đặt chính diện ở cửa sổ là nơi có ánh sáng và gió trời chiếu vào, mang lại năng lượng dương quá mạnh sẽ làm mất cân bằng, khiến người âm khó lòng chứng giám và phù hộ, phù trì cho những mong cầu của con cháu. Vậy nên khi đặt bàn thờ, hãy chú ý tránh vị trí này để đảm bảo cân bằng năng lượng, đảm bảo yếu tố tâm linh. Với những gia đình đã bố trí bàn thờ ở những vị trí này, hoặc nhà ở chung cư không thể thay thế được, thì quý vị có thể nghiên cứu cách hóa giải mà Phú Quý Tài Lộc chia sẻ ngay sau đây. Để hóa giải việc đặt bàn thờ ở nơi bị nắng chiếu, thì quý vị và các bạn có thể dùng đôi lục bình đặt hai bên. Trong phong thủy, lục bình có tác dụng ổn định nguyên khí, hóa giải năng lượng xấu. Nếu không thì bạn cũng có thể dùng bình phong vách ngăn tiểu cảnh, hoặc bán nguyệt hòn non bộ mini để cạn và tán khí xấu bằng cân bằng âm dương. Thứ ba, không đặt bàn thờ ngược hướng nhà và phạm vào các cung xấu. Bàn thờ ngược hướng tức là vị trí đặt bàn thờ với hướng nhà hoặc hướng hợp với tuổi gia chủ. Ví dụ nếu nhà bạn hướng Tây mà đặt bàn thờ theo hướng Nam thì đó chính là ngược hướng. Ngoài ra, bàn thờ tuyệt đối cấm thị đặt vào các vị trí cung xấu như tuyệt mệnh, ngũ quỷ, hỏa hại, lục sát. Phía bên phải bàn thờ khi đứng lễ bao giờ cũng sẽ có khoảng cách rộng hơn phía bên trái bàn thờ. Bàn thờ đại kỵ đặt ở vị trí nhìn ra hai hướng sau, hướng Đông Bắc, hướng Tây Nam là hai vị trí hướng ngũ quỷ. Mỗi gia đình sẽ có một cách xem hướng đặt bàn thờ khác nhau. Có gia đình căn cứ theo tuổi gia chủ, cũng có gia đình căn cứ theo hướng nhà. Nhưng chắc chắn, hướng đặt bàn thờ nào đáp ứng đủ hai yếu tố trên mới là hoàn hảo nhất. Theo các chuyên gia phong thủy cảnh báo, đặt bàn thờ ngược hướng là một điều tối kỵ mà các gia đình không nên phạm phải. Bởi nếu đặt bàn thờ ngược hướng có thể gây tương phản âm dương, dẫn tới những điều hung như gia đình không khỏe mạnh, làm ăn không thuận lợi, mâu thuẫn nội bộ, con cái bất hòa, bất hiếu, hoặc thậm chí khiến cho gia chủ không có con nối dõi. Thế nên khi đặt bàn thờ, tuyệt đối không được đặt ngược hướng. Thứ tư, bài vị trên bàn thờ không được đặt quá sát tường. Thông thường, vị trí đặt tượng thần Phật thì phải sát tường mới tốt. Tuy nhiên, đối với bài vị của tổ tiên thì hoàn toàn ngược lại. Việc đặt bài vị quá sát tường sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tiền đồ vận mệnh, cũng như sức khỏe của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Vì vậy, luôn phải tạo một khoảng trống nhỏ giữa bài vị của tổ tiên và tường để tránh phạm phải đại kỵ này bạn nhé. Thứ năm, để bàn thờ dưới xà ngang gầm cầu thang. Xà ngang gầm cầu thang đè lên bàn thờ là điều kiêng kỵ nghiêm trọng trong phong thủy bàn thờ. Khi đặt bàn thờ ở vị trí này sẽ tạo nên cảm giác đè nén, áp lực. Đặc biệt bàn thờ lại là nơi yên nghỉ của tổ tiên, ông bà, khiến gia đình không chỉ thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe mà còn dễ bị tán tài, thương tật ở lưng, ảnh hưởng tới vận khí. Quý vị có thể hóa giải điều này bằng cách làm trần giả bằng thạch cao hoặc vật liệu khác để che đi xà ngang. Đồng thời, treo thêm chùm thạch anh rủ xuống cũng sẽ giúp hóa giải sát khí. Thứ 6, để bàn thờ trong phòng ngủ. Bàn thờ kỹ nhất trong phòng ngủ. Dù ít gia đình đặt bàn thờ ở vị trí này, song Phú Quý Tài Lộc vẫn cảnh báo đến quý vị lưu tâm và chia sẻ rộng rãi tới người thân của mình, nhất là những ai đang và sắp sửa xây nhà. Phòng ngủ là không gian riêng tư, sinh hoạt cá nhân, trong khi đó, nơi đặt bàn thờ phải là nơi trang nghiêm, tôn kính. Điều này dễ phạm vào tội bất kính. Nếu là phòng ngủ vợ chồng gia chủ, dễ khiến tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo, khó hòa thuận. Nếu diện tích nhà bị giới hạn, phòng ngủ và khu vực thờ cúng chung một sàn, quý vị có thể hóa giải bằng cách dùng vách gỗ, vách ngăn thạch cao để tách biệt không gian ngủ và không gian thờ cúng. Thứ 7, để bàn thờ xung với cửa. Bàn thờ đặt ở vị trí xung với cửa
Bị đường đi đâm thẳng vào là yếu tố phạm vào đại kỵ trong phong thủy. Bàn thờ đối diện cửa khiến mất đi sự linh thiêng, tôn kính nơi nghỉ ngơi của tổ tiên, đặc biệt dễ bị gió thổi vào, động bát hương khiến linh khí không tụ được, đồng thời dễ thổi sát khí vào khu vực thờ cúng. Ở vị trí này gia chủ dễ bị tổn hại tài lộc, con người, dễ gặp các vấn đề về tai nạn, xui rủi khó lường hoặc bị bệnh tật. Thứ 8, đặt gương đối diện bàn thờ. Gương mặc dù là đồ vật cần thiết, khi treo trong nhà sẽ giúp cho không gian trở nên rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, theo phong thủy thì gương cũng là nơi được xem là chứa nhiều ma quỷ. Việc gia chủ đặt tấm gương đối diện với bàn thờ, nhất là thờ thần Phật, sẽ là điều tối kỵ, khiến thần Phật không thể hiện linh. Phạm đại kỵ này khiến gia chủ dễ gặp xui xẻo, công việc cuộc sống nhiều tai họa. Quý vị nên dùng vải phủ che kín gương, tạo vách ngăn giữa gương và bàn thờ bằng bình phong hay là rèm. Thứ 9, không đặt bàn thờ ở vị trí quá nóng. Quý vị cứ hình dung là nếu đặt bàn thờ ở nơi quá nóng cũng giống như đặt ở nơi ánh sáng chiếu vào, dương khí quá mạnh sẽ khiến mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến linh khí của gia đình. Quý vị có thể hóa giải đại kỵ này bằng cách đặt đôi lộc bình cạnh man thờ, giúp ổn định nguyên khí trong nhà, sử dụng bình phong hoặc tiểu cảnh, hòn non bộ để giảm sức nóng và sức hút gió, tránh ảnh hưởng đến nơi thờ tự. Thứ 10, đặt bàn thờ gần lối đi lại. Bàn thờ và không gian thờ cúng là nơi linh thiêng và tôn nghiêm. Nếu đặt gần lối đi lại sẽ bị tiếng ồn và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự yên tĩnh, ảnh hưởng đến thần linh tổ tiên. Bảo sao cúng khấn mãi mà vẫn không được chứng giám, công việc không được thuận lợi, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Quý vị nên thêm vách ngăn giữa lối đi lại và bàn thờ để tạo không gian riêng cho nơi thờ cúng, giảm bớt tiếng ồn. Và cuối cùng, không tự ý dịch chuyển bàn thờ. Như phú quý tài lộc đã chia sẻ, bàn thờ vẫn luôn là nơi linh thiêng và trang nghiêm nhất trong mỗi gia đình. Do đó, việc tự ý dịch chuyển hay thay đổi vị trí của bàn thờ cũng là điều tối kỵ. Tự ý chuyển bàn thờ khi chưa xin phép ông bà tổ tiên, thần Phật sẽ khiến người đã khuất và bề trên Phật lòng. Phạm tội bất kính khiến gia chủ dễ gặp vận hạn đen đủi. Muốn dịch chuyển bàn thờ thì trước tiên là gia chủ cần xin đài âm dương. Trên đây là những điều đại kỵ trong phong thủy bàn thờ mà ai cũng đều phải lưu ý. Bàn thờ và không gian thờ cúng là nơi vô cùng linh thiêng, vì thế chúng ta cần nắm rõ tất cả những điều liên quan để tránh phạm phải đại kỵ, không đắc tội với thần linh, tổ tiên, ông bà, đồng thời giúp gia đình luôn hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến, sức khỏe dồi dào quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.